đi được. Hai chào cả nhà, đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì chiếc ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là một cái người phụ nữ cũng rất là quen thuộc với lại máy ấm của Thi Lê luôn. Thì cô này cũng đã có vài lần cứu những bé chó trong lò mổ rồi mang tới bàn giao cho bên máy ấm của Thi Lê. Thì cô này ở dưới Bến Tre nè cả nhà. Thì không biết là hôm nay cô trở lại đây mang mấy con bé chó này thì hoàn cảnh như thế nào. Thì cả nhà cùng nghe người phụ nữ này tâm sự nè cả nhà. Cô, mấy con bé chó này làm sao vậy? Mua lại cái ông kia. Mà sao chó người ta đang nuôi mà cô mua lại? Ông đòi bán, tội quá. Ông đòi bán cho người ta nuôi hay sao? Tôi nuôi mấy ai tội quá. Không, nhưng mà ý là cô cứu mấy mấy mẹ con mấy chó này ở đâu ra? Cứu hồi trước nè. Hả? Tôi cứu mà người sắp gần gần đó, họ đòi bán cho nó tội quá rồi. Lại tôi cho đem mấy ấm, tôi cho ông nhà thân. Nhưng mà người ta bán là người ta bán ở đâu? Người ta bán cho người ta nuôi hay là sao? À, là chủ của nó bán, định bán cho lò mổ đó, đúng không? Rồi rồi cô cứu là ăn nhiêu? Mấy mẹ con này là ăn nhiêu? Cứu 300 ngàn á, bán hết lấy tôi cho 300. Dạ, 300 ngàn. Tôi mua cho cái nội kinh điện. Ông khổ. À, là coi như là coi như là chủ khổ rồi mới định mang đàn chó mẹ cho con rồi bán cho lò mổ luôn. Nhưng mà cô thấy tội nghiệp quá, cô mua lại 300 ngàn rồi mua thêm cái nào cơm điện cho nữa hả? Cái nào mua cho nội cơm điện cho ông nấu. Trời đất ơi, có tiền có bạc không mà sao ông mua? Ơi, tôi giống chồng tôi không chứ. Tội nghiệp ghê chưa? Mà sao cô cũng nuôi? Ơi, đâu có nuôi được đâu, tôi có ở nhà tôi nuôi hết rồi, bắt hết tôi nuôi rồi đó, tôi ra mấy ấm nuôi rồi đó chứ. Dạ, năm này là năm mẹ con ha. Năm mẹ con nè, hồi nãy đi đường á, tôi ngồi kia kêu tôi với chị ba, chị bán tôi hai con đi. Thôi tôi không bán, tôi bắt con nào tôi cho con, tôi không bán. Mà nhưng mà cho mà không biết có nuôi kỹ không, rồi dạ. Làm cho dạ. Tội. Dạ, rút cuộc bây giờ cô tự đâu lên, tự Bến Tre lên luôn hả? Luôn. Dạ, rồi, coi. Chị đưa thôi, tôi gửi tiền xăng chị thôi, hồi tôi cho tôi mới bán. Dạ. Tôi mua lại người ta, tôi cho lại khác. Dạ. Tôi bán cái tiền. Cô tên gì con quên rồi? Anh. À, cô Anh. Ở có người xin số điện thoại gần đó đó, kêu tôi xin số điện thoại gần người ta cụ tiền á. Dạ. Con nói làm vậy chứ kỳ mẹ ơi. Vậy chứ mẹ bà đâu có tiền đâu, cứu hoài đâu có tiền. Dạ. Làm lương vợ chồng làm lương khác như sắp nghỉ hưu nữa. Dạ. Đó cả nhà, thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy cô Anh là một cái người phụ nữ thuốc ở dưới Bình Đại Bến Tre á, mà chẳng hạn như những con bé chó mà bệnh ốm đau này nọ, ai chủ dục này nọ cổ cũng mang lên cho Thi Lê. Mà bây giờ con chó mẹ trước kính màn hình cả nhà nhìn thấy, con bé chó mẹ nó đang bị ghẻ viêm da nè, rồi nó sinh được 4 con. Thì chủ vì cái hoàn cảnh là nghịch cảnh nghèo quá như thế nào đó, mà cả nhà cũng thấy thật sự thì ở bên Việt Nam á, những con bé chó nó khổ lắm cả nhà. Chủ khổ hay là nghèo đói gì đó cũng bán chó của mình mà để lấy tiền mưu sinh. Cả nhà thấy bán mẹ con bé chó này 300 ngàn có ăn được suốt cuộc đời hay không? Hay là mình sẽ gây gớt lương tâm đến suốt cuộc đời. Tôi cuốn nó vậy, tôi tính chứ giờ tôi không ông vợ ông bán tôm tổng người ta làm thịt, rồi có con này tôi mua lớn người ta bán làm thịt nữa thôi. Dạ. Dạ, con chó mẹ nó có tên không cô? Như tên con Kỳ á. Tên con Kỳ ha. Con kia không có tên gấu, không có bự lắm. Dạ. Để con lấy chuồn cho cô nha. Mạnh Tùng Quân ơi, phụ giúp đỡ giùm. Là nói chung là thấy vậy cũng khổ quá, có tiền thú. Trời ơi. Sắp thu rồi. Mà con nói cô Anh nghe nè. Thí dụ như mốt mình không có tiền thì vạn sự tùy duyên đi. Chứ bây giờ hỏi cô tiền đâu cô cứu hoài. Mà chỗ nào chỗ nấy cũng có hàng nhậu, hàng là lò mổ hết trơn đúng không? Dạ. Giờ phải nấu cơm đem lên chỗ nào không á. Dạ. Ngày nào hay làm cái tâm này từng ăn kẹo cá luôn á, chị nổi. Dạ. Chồng làm 2 năm mới giờ không rồi đâu có làm được. Mà cái này chắc chủ đâu có thương yêu gì đâu, nhìn ghẻ. Ghẻ lỡ hay lằn. Bắt ve một chép. Ủa mà sao lằn lằn kỳ vậy ta? Cái này tôi lấy dữ làm tôi cạo tôi lấy lên. Dạ. Dạ. Cho nó mấy ngày nay cho nó uống thịt cho nó ăn rồi rửa lên đó lặn lên đây chứ.
con động tắm xẻ tên nè. Bắt không còn con chét á, trời ơi, cậu ghê luôn á.